Ông tu thì là ông tu theo cái phương pháp mà mình gọi là đạo giáo đó bạn, tiểu châu thiên, đại châu thiên. Ông tu một hồi rồi thì là ông bắt đầu thấy là khí huyết mà thông đạt sướng lắm, mặt mày hồng hào ra, tóc hồi xưa mà bạc đó bây giờ nó bắt đầu có màu đen đốm và người rất là mạnh khỏe. Thì ông mình gọi là khí là thông đạt rồi, ông thấy là tốt rồi. Thì bữa nọ thì là ông cảm thấy là giống như là cái vị mà mình gọi là thượng thánh đó, phóng hào quang xuống, ông thấy cảm thấy nó nhẹ, nó sướng vô cùng. Ông ra khoe mấy người bạn của ông này là bây giờ tu như vậy, như vậy, như vậy, hay lắm. Rồi như bạn ông nhìn ông thì ông nhìn lại như bạn ông, cái trực giác ông mở ra thì ông nói ủa, anh tuần rồi còn làm chuyện như vậy phải không? Ông bạn nghe vậy giật mình sợ quá, đó đó, sao anh biết tôi là làm chuyện bậy vậy? Sao hay quá vậy? Không, tôi nhìn anh tôi biết là anh còn làm chuyện bậy, là bởi vì khi lực khi sắc anh là ngoại tôi biết. Ông bạn hỏi thầy, thưa anh là bây giờ tôi làm cái gì anh còn ngoại tôi nghe không? Tôi nghĩ chắc anh còn làm chuyện gì mà trọng lắm, trái với luân thường đạo đức lắm. Ông bạn nghe vậy là càng sợ nữa, thì chắc là ông này ông tu hay quá rồi. Ông bạn hỏi như vậy thì là thì tôi phạm cái gì vậy? Thì cái anh chàng này đó, cái vị tu sĩ này đó, mà mình gọi là đạo giáo đúng hơn là tu sĩ, đạo sĩ. Thì làm chuyện mà không đúng luân thường đạo lý. Nhưng mà thôi mình nói ra thì là nó mất hay đi, nhưng mà tôi biết. Ông bạn sợ là à thôi bây giờ tôi xin sám hối về bạn được không? Là tôi đi ngủ về người đàn bà kia. Đó, tôi biết rồi mà, nhưng mà tôi không nói. Ông đạo sĩ ông nói như vậy đó. Nhưng ông biết không? Không. Ông sợ mất mặt. Tại vì khen quá rồi bây giờ hỏi cái thì ông thấy là mình biết à, cái người bạn nói mình biết này nó đủ thứ khen rồi bây giờ không lẽ mình nói tôi không biết không được. Thế nên ông nói luôn, tôi biết rồi. Người bạn đi về, ngoài những người trong làng đó, là ông đạo sĩ này, ông như thế nào, nào ông hay lắm, đủ thứ. Mọi người bắt đầu từ từ tới, có người đem mấy cái rượu, mà rượu mà gọi là rượu, rượu mà thiều hứng nữa bạn, ngon lành tới để cho ông uống. Vì ông đào dạo mà có uống rượu được nha bạn. Còn mấy ông thầy cũng uống rượu được thôi nha, chứ còn mấy ông đào dạo uống rượu được, nhưng mà mấy thầy lên gọi là thầy, thì ok đó kìa, con thầy mà sư hộ mang mà con uống rượu. Thì ông thấy ba con tới, thì ông vẫn có một cái chút lính tảnh, mà ông nhìn ông thấy, ồ, người này như thế này, như thế kia. Không bao lâu sau đó, thì tiếng đồn là nhiều quá. Thì bây giờ ông đó, vô hình trung đó, ông làm, không phải là cái nghề nữa, nhưng mà ông tự nhiên ông làm một cái người mà biết rõ người ta là làm cái gì bậy bạ hay là tốt xấu. Ông nói là đang hôi. Thì có nhiều khi đó, ông nhìn mặt người ta, ông nhìn tâm lý người ta, ông đoán rồi ông là đúng. Thì thường thường lên là cũng 50%, 50%. Nhưng mà người Tàu đó, họ đưa những cái mình gọi là cái hint. Thế nên ông ngồi ông đoán ra, ông đoán tới nhiều chuyện lắm. Thì cái bà đó, bà này bà vô bà khùng nụm bà lại bà xin. Ông thấy bà này già, mà ông thấy bà này áo quần mà lật sạch như vậy đó. Rồi bà xách cái giỏ, ông nhìn, ông nói, thì ông trực giác cho ông biết là bà này là mà nghèo như vậy chắc đã có không nhiều. Thế ông vợ ông hỏi, sao, con cái có chuyện gì không? Bà này bà nghe vậy, bà sợ quá, tại mình tới để cầu cho con mình, ông để ông hỏi câu đó đúng quá. Nhưng mà các bạn biết là ông đang bị tâm lý dọa. Không bao lâu thì ông này ông cũng tưởng là mình có thần công. Thế nên ông tiếp tục nói, ông nói. Sau 1-2 năm thì cái thần công của ông là càng ngày càng mất đi. Ông càng đi vô trong cái trạng thái là ông phải đặt chuyện mà nói. Chứ còn ông không thấy cái gì cả. Và cái cách ông tu hành bây giờ đó, ông cảm thấy là cái thời gian ông ngồi nói chuyện bạn bè và uống rượu và nói nọ nhiều hơn là cái thời gian ông ngồi yên tĩnh tu hành hồi xưa. Ông quên mất rằng là cái dòng tiểu châu thiên ông là ngừng lại hồi nào ông đã không biết mà, quên rồi. Bạn biết sao không bạn? Ông đi vào một cái tội nặng lắm, là cái tội vọng ngữ, nói láo. Ông không biết nữa. Bây giờ cái chuyện này mà xảy ra như vậy nè, chuyện này mà xảy ra đó,
thì có một cái vị mà chân chánh là cái đạo sĩ đó, thì tới nói chuyện với ông. Vì thấy ông này có một chút tu hành căn cơ, nhưng mà ông có cái tật mà lão nhiều quá, mà ông biết ông là lão để mà có được cái phước là người ta đem đồ tới cúng dường vân vân. Thì ông đạo sĩ mà chân nhân này đó, ông tới ông nói: thôi bây giờ mình ngồi thiền với nhau nghe. Ngồi thiền với nhau. Rồi hai người ngồi thiền với nhau. Thì ông đạo sĩ này ông nói về nói trước đó: bây giờ vô trong cảnh giới với nhau đó, mình quay từ cảnh giới của hai mình ra là mình quay cảnh giới như thế nào. Mình hãy cùng nhau mà đi lên trên cái chỗ mà gọi là tám thánh. Tám thánh tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, với Thái Thượng Lão Quân, với là Quang Thánh Đế Vương vân vân đó. Lên, mình sẽ lên đến đó. Rồi mình lên đến đó rồi đó, thì bây giờ đó mỗi người mình đó, sẽ cúng dường một cái vật. Bây giờ đó ông mới cầm một cái viên đan. Là bây giờ cái viên đan này nè, ông dùng thần lực ông lên ông ngồi ông cúng đó chưa, cho ba vị thần đó. Thì đương nhiên ông này ông đâu làm sao ông có công lực ông lên ông cúng đến kia được. Ông cũng làm sao ông lên trên chỗ mà tam thành đề với ông cúng được nữa. Ông cũng ngồi, ông ngồi ông vận dụng hết cách sức luôn. Tại vì ông thường thừa ông nói: ồ, tôi thấy tam thánh đế vương nói cái này cái nọ, cho nên bà này như vậy, ông kia như kia. Và biết sao không bà? Ông ngồi đâu chừng 2-3 giờ, đau chân đau cẳng rồi đó. Nhưng mà cái viên ngọc, kiếm đan vẫn để trước mặt ông, không đi đâu được cả. Trong lúc đó, cái chuyện này, chuyện mà thần bí, là cái ông chân nhân kia cũng để viên ngọc ở trước đó. Nhưng 3 giờ sau cái viên ngọc nó biến mất. Mà trong lúc đó ông này ngồi không biến mất đấy. Sau khi xong rồi thì ông chân nhân ông xuất định, ông ra khỏi định, ông nói: sao? Là hồi nãy là mình cũng dường cái viên ngọc rồi thì là ngài làm sao? Là dạ, con lên không được, con ngồi đây mà con đau chân quá. Con đau mà con không biết làm sao cả. Cái viên ngọc đó con cứ muốn lấy uống cho đỡ đau. Rồi có chuyện đó nó chấm dứt ở đó không? Ông chân nhân này ông mới phản một câu, ông nói này: nếu mà chủ hay là nếu mà ngài đó mà tiếp tục vòng ngự mà ngài không có công phu chân thật đó, thì đến lúc người ta khảo nghiệm đó, người ta test đó, thì ngài cũng không được gì cả. Bây giờ là mới lúc đầu là như vậy, là ngài không làm được. Đến lúc mà ngài chết đó, thì ngài càng không được siêu thoát nữa. Ông nghe xong rồi bảo biệt xong bạn. Ông bỏ hết, không có quay bói nữa, không có quay toán, không làm chuyện đó nữa. Ông làm chuyện gì? Ông rồi ông ngồi, ông chân thật mà tu hành lại. Không dám nghĩa là khoe khoang, không dám đi nói nhiều ngoài bên kia nữa. Thế nên cái vòng đó bác, nói lão đó, mới như là nói lão những cái chuyện của mình cảnh giới để mà impress người ta, và làm cho người ta cúng dường, người ta tin tưởng đó. Thì y hệt như là cái chuyện mình gọi là cái lối sống đời, cái thoại sống đời. Nó không chân thật nữa. Nó không thiệt này, nó lão. Mà nó lão thì nó chỉ đưa tới một cái chuyện duy nhất thôi, là mình tự lừa mình thôi, không lừa ai được cả. Mà ông chân nhân này thấy rõ ràng nhất. Nhưng mà mình thì mình không biết, mình ngược mình ngon lành. Nhưng mà tại ra là mình lừa mình thôi. Đó. Thế cái bài học này đó, là mày bạc biệt cái thoái đời đó, nhiều khi nó mà không có hiện ra, vì nó là cái điểm mù của mình. Nhưng mà nhiều khi mình nói người ta, nhiều khi người ta giận nữa. Đó. Người ta có điểm mù đó, mình thấy mình nói người ta giận nữa. Cái người mình có thoái đời thì là phiền lắm. Thì nói bà cái bạc ăn chay đi, ăn mặn nguy hiểm lắm. Ăn mặn là cái chuyện mà nhân mà đọa lạc đi đầu thai. Nhưng mình nói như vậy thì còn người ta tin không bà? Người ta không tin, nó ghét mình. Sau này mình đi giảng kinh họ nói: thôi ông thầy chuyện mà nói chuyện ăn chay thôi, tôi không đi nữa. Cái chuyện khổ như vậy, thế nên mình muốn câu khách thì mình cũng không dám nói bà con ăn chay. Nhưng mà sự thật đó là bà ăn mặn thì nguy hiểm vô cùng. Sự thật là như vậy. Đó, những cái điểm mù của mình á, không cho mình chấp nhận, vì mình sống với cái mùi vị của thịt quen rồi, về là cá quen rồi, với tất cả cái đồ ngon quen rồi. Nhiều khi mình lại không muốn nữa, vì mình nhiều khi 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm ăn mặn rồi, mình không bỏ được. Và do đó đó, cái thoái sống đời ấy, nó còn một cái đặc tính là cái gì, là cái tốc độ của nó đó mình rất khó mà thay đổi, rất khó mà thay đổi. Mình muốn thay đổi cái tốc độ của nó khó lắm. Nhưng mà khó cỡ nào thì mình cũng có cái phương pháp để mà trị. À, bây giờ, thế nào là cái tâm lý của cái thoái đời? Cái tâm lý này là lúc nào mình cũng hướng ngoại và có cái dục vọng. Lúc nào mình cũng ở trong cái vùng, cái biển mà
nhấp nhô lên của chuyện thương yêu ghét buồn giận đố kỵ ganh tuông ghen tuông cả. Và cái biển này nó không ngừng mà nó trao đồng lên trao đồng xuống hoài đó, không có lúc nào mà nó ngừng cả bạn. Cái tâm lý của cái thoải đời là như vậy. Cho nên là nó khổ ở chỗ đó là khi mà cái biển nó mà nó cứ đồng như vậy rồi mình mà mình chết đó, cái biển tiếp tục đồng, nó không ngừng lại, nó không ngừng lại, khổ như vậy đó. Và cái tâm lý của mình là mình không cách gì thì mình làm cho nó ngừng lại cả. Không ngừng lại.